đi coi ha mấy người Úc ơi. Cái điếu thuốc này chửi mày... này con Thùy Dương cái rồi đi rồi chửi đến hai con kia hai bố bác chị đó. Em thì không đứng về pha EP2 chị luôn. Nhưng mà em thấy cái lẽ phải. Ủa 0.4% bây giờ xe hả toàn bộ nước Úc. Em vô nhắn tin sao kịp. Các em anh tới từ đâu rồi mà. Nước nào mà mua cái nhà bên Úc rồi coi. Council Ray tất cả thuế nó đánh một năm bao nhiêu tiền. Gắn một cái nhà mệt không? Ờ bệnh viện bên đây còn cao hơn con Thùy Dương. Ở bên Mỹ còn phải công nhận là bên Thùy Dương cao hơn bên Mỹ. Còn bên đây cao hơn Thùy Dương luôn. Để tao đủ bản lĩnh tao nói chuyện mày không? Bây giờ tụi tao vô bệnh viện là không tốn một đồng luôn á. Mà tao còn chưa bao giờ mà tao nói tao chĩa mõm ở đất nước mà tao chê như vậy. Tao nói á, tụi bày chỉ ăn cháo đáy bát là một nha. Ăn cháo đáy bát là một. Cái thứ hai là tụi chó mày á, đừng có để mất mặt cộng hòa mấy Việt kiểu yêu nước nhiều nha. Mày xe cái tầm bay kể cả mấy thằng báo đồn nha. Xuyên tạc vừa vừa thôi. Việt Nam phát triển 20 năm ok. Tụi bay cũng còn đi đi về về hoài. Tao nói thiệt á. Em nói đi. Cũng em đã nói. Ai đã phát hiện được nó đâu. Hello Lina Tú. Chị cũng em cũng thấy chị xe hơi bị nhiều cái tiêu cực cực đoan bên này ha Lila Tú. Nhưng mà em cũng không có trách. Tại vì một cái số người tiêu cực á, cái tiêu cực á mấy mình đừng có đi theo đó, mình là theo gọt quà phản đối một cái chính quyền. Đừng nói là Việt Nam không có tiếng nói, có tiếng nói luôn. Nhưng mình là người đứng giữa, mình kiếm cơm thôi, mình đứng giữa thôi. Mình đừng có đi theo bên nào, làm ơn giùm em một cái. Chứ đừng cái này rồi chĩa vào rồi nhiều đứa trẻ qua bên đây cúng què hùa theo mình. Thì Việt Nam mới phát triển được 20 năm, còn Úc này bao nhiêu năm? Gần 200 mấy năm rồi. Ồ. 200 năm rồi. Nhưng mà em á, ngày hôm nay em lên á, em chỉ phê phán mấy cái tụi chống cực cực đoan, lúc nào cũng hai dòng lệ nha. Em nói thì cái tụi nó đừng làm mất mặt quá, mà đừng làm ảnh hưởng công việc, mà đừng làm ảnh hưởng những việc người Cộng Hòa đã sống yên ổn bên này, hoặc là đừng làm ảnh hưởng đến Việt Kiều khi người ta đã về nước. Em không thích tụi nó chơi giống ngày nào cũng Trung Quốc chiếm cái lồng má, mà chiếm làm sao mà chiếm nổi. Đó, mọi người nghe không? Bực mình, em bực quá. Em bên bực... đây đưa tin tầm bậy tầm ba không à. Rồi hả, bên đây đi làm từ sáng trưa trưa đến tối. Xong rồi về coi báo đó, thiệt không? Bức xúc lắm mọi người ạ, mọi người ở trong nước. Năm trong 13 lần đó thiệt không? 20 năm nay thế nào phát triển. Còn em ở nước ngoài nghe bực. Thằng nào tham nhũng á, mình chửi thẳng mặt thằng đó đi. Ok không sao. Nhưng mà cái dạng mà chắc xe nguyên đường mà cầm băng rôn đạp đổ chính quyền thì ở bên Úc này á, nó cũng diệt chết luôn. Chứ đừng nói mà nằm tầm bay, tầm ba. Tào lao. Nhân quyền thì cũng phải có cái dạng thôi chứ. Ép người ta quá người ta cũng vậy thôi. Đây này camera cho. Mọi người ở nước ngoài á, mình sống ở nước ngoài mình cứ nghe chúng nó nói xạo bực bội đó, chị không nổi. Em này em bức xúc lâu lắm rồi. Rồi cái con heo lọc sao? Mày đâu mày Mỹ phải không? Lên chứ. Con heo lọc. Cái địt mẹ con đĩ heo lọc địt mẹ mày lo cái thằng chồng hai con mày là đủ rồi. Mày đặt đi vô làm chính trị chắc tao địt mẹ tao cũng vô làm chính trị luôn quá. Con sao ra ngồi nguyện đó hả? Qua đây lấy ra vô người ta còn chưa dám mà xía vô chính trị. Địt mẹ mày chứ đủ má cái tầm lớp của heo nọc mà đi vô làm chính trị hả? Tao nhìn mặt mày tao không ưa rồi. Trời ơi, đã xấu người xấu nít. Thà xấu như tao. Nhưng mà tao cái nết tao có. Ok, mình ở bên đây mình lo hả? Đoàn kết cộng đồng mình đi mệt bỏ mẹ rồi mày ơi. Địt mẹ ngày mai mày đi lên công ty hãng xưởng á. Mày còn đấu đá nhau, giành giật nhau từng miếng ăn á. Tao nói thẳng luôn. Tao đi làm biết bao nhiêu hãng bên này. Chỗ mỏ về Việt Nam để cho người Việt Nam xử đi. Chứ còn tụi bay đủ má rảnh háng quá ha. Xương xót thì mày làm sao? Mày làm sao mày câm bớt cái mồm mày lại thì là xương xót rồi. Người Việt Nam nó cũng không có ngu như tụi mày nghĩ đâu ha. Người dân Việt Nam không hề ngu. Nhưng mà tụi mày á, mà dùng tiền khích bác tụi nó đó thì ok, bây giờ tao biết là tụi bay giàu. Nhưng mà dùng tiền để khích bác để mấy đứa đưa vô tù là tao nóng nha. Hay là dùng tiền để châm chọc người ta nóng đủ mà chơi thẳng đi. Ok mày muốn về mày lật đổ Việt Nam tao ủng hộ.
mày, nhưng mà tụi mày phải nói là đứa nào mà giỏi nhất trong đám tao ủng hộ đó. Đúng rồi, thử đưa cái còn quan điểm trong đám là ngu si đần độ mày nghe. Chỉ tao, chỉ theo yêu cầu của tao là ngày nào có cái tiếng nào đó mà khác khác hơn ngoài cái tiếng khóc ròng đồ này kia xuyên tạc ra đó, còn cái nào khác khác hơn á, là hay là một cái người là thông minh hơn hoặc cái này kia lên là tao ủng hộ ha. Như bác sĩ ông David ấy đó là chơi với tao, nhưng mà ông á là người á cũng không có đứng về phe cộng sản, nhưng mà ông không biết gì về Việt Nam nhiều. Tốt. Nhưng mà ông mới nói là tụi bay cũng gán ghép là ông là cộng sản. Còn tao á thì mới lên một clip mà tụi nói bay nói là cộng sản là vùng người ta muốn đó, tao nói thì tao muốn đó, tao thề đó. Chịu cộng muốn sản chịu. Tao thề là tao làm luôn á. Tao thề thèm tao lắm làm luôn á. Thèm lắm luôn á. Tiền nhiều chi? Cộng sản cho giàu, tiền nó trả mình nhiều. Nhưng mà đủ tư cách không, đủ trình độ không chị ơi? Trời ơi, nó tưởng làm vùng dễ nó mà trời. Muốn làm cộng sản làm vùng đâu phải dễ đâu. Em làm cũng lại luôn mình á, cũng được, sao được làm mình cũng sướng nữa. Đúng không? Đúng không em? Nếu mà chị em mình được là cộng sản trời, làm vùng sướng quá chị ơi, được trả lương sướng quá. Được trả lương. Toàn cái tầm cỡ mà giống như là đại sứ quán hoặc nằm ở trên các đất nước châu Âu rồi khó khăn, thì nếu mà vậy thì sướng còn cao cấp hơn cả mấy cái ông đại sứ quán nữa. Đúng không? Trời nếu nói gì nữa, trời nằm vùng mà chị đủ tiêu chuẩn làm vùng không chị? Bởi vậy. Làm thứ nhất trình độ thứ ngày hai. Ngày hôm qua em cũng đưa. Trời ơi. Ngày hôm qua có đứa thách em đưa số điện thoại với số nhà em đưa lên mà hả? Tao nói cái thằng đó là ông, em nói bây giờ mày cho tao số nhà đi bên Mỹ đi ha, tao cho mày số nhà bên Úc, thì cái fan của mày bên Úc nhiều, tao cho mày số nhà bên Mỹ, à mày cho tao số nhà bên Mỹ, đéo dám cho. Thế là nàng ông con cặc gì mà cứ lên hú đồ, em không biết là cái nguồn gốc của tụi nó lên để mình làm cái gì, nhưng cùng nguồn gốc của em đã nổi rồi, em không cần nổi nữa. Bọn nó không sủa lấy gì ăn em, nó sợ mình lắm chứ mình sợ gì nó, mình có làm quan liên quan gì đâu. Nhưng mà mới coi thôi nè, đã nóng rồi, chị theo dõi lâu quá. Em rất là nóng, em rất là thẳng tính, nóng tính. Em nóng lắm chị ơi, em vừa coi được mấy tuần nay chứ mấy. Ngày xưa chị cũng vậy, lên nó bừng chịu hết nổi, cứ là tức là mình xem lâu quá lâu của chúng nó rồi, xong mình sống quá lâu ở nước ngoài rồi, nhưng mà thực sự nó hoàn toàn nó trái ngược những cái gì mình thấy mình đang thực hiện, cho nên là mình bức xúc, mình đi đến mình nói bậy nói bạ luôn á, nhiều khi thực sự là chịu không nổi luôn á. Nhưng mà tại sao cứ bảo sao chống mình bực chống bội. Cộng cực đoan khác mấy người cộng hòa, khác mấy người Việt kiều nhiều nha mấy cưng ha. Đúng rồi. Nhưng mà mấy cưng đừng chống cộng cực đoan mà nôi ra rồi bên phía Việt Nam nôi lại đó, rồi sỉ nhục lẫn nhau. Cũng là người Việt Nam thôi, lo đó. Bây giờ mình ok ở bên nước này cũng còn quá trời người Việt Nam sống trong cuộc sống khó khăn, cũng còn không có mở mang đầu óc bằng bên Việt Nam kia, thì tụng mát tụi bay chửi về là người Việt Nam ngu muội, thì tao nghe cái người Việt Nam ngu muội là tao đéo thích rồi. Đúng rồi, nó em biết không? Ở bên chị này nhiều người chết rồi còn không có tiền để mà đốt xác, để bọn chị phải 50 euro 100 euro rồi dồn lại được 2-3 nghìn euro đốt xác làm... xong rồi còn gửi về Việt Nam nữa đấy, đi chết xứ người đó. Tại những cái đó chúng mày không lên, chúng mày đưa những cái phần tiêu cực lên chúng mày nói đi, mà cứ lúc nào cũng Việt Nam dân ngu quá, mua muội quá, mua muội cái gì ở mua muội chỗ nào, đúng không? Ngu cái đầu má nó ngu, em còn ngu hơn tất cả những người Việt Nam á, mà tụi nó giống ngu bởi vì em nó dùng tên lên lúa là đúng. Mà ngày nào em nó nói tụi nó đó, con Trang Lê mấy con Lisa Phạm nha, là đổi bài đi rồi riết em không theo dõi nó thì nó nhàm quá rồi, nó xuyên tạc quá. Bây giờ em ba cái con mà coi như ăn ở không ở nhà, xong rồi bắt đầu nứng lên ha, bắt đầu chửi người ta chửi lại, thì có phải là hai dân đều là ấy không, bất mãn không? Mà tụi mày xuyên tạc quá. Tao ở bên Úc này 13 năm rồi, tao nói thiệt luôn á, mà cái thành phố tao là đáng sống nhất thế giới, tao dám tự tin ở điều đó. Tất cả này kia mà tao còn chưa có bao giờ tao dám chê Việt Nam. Nó phát triển như vậy nhiều rồi. Tao cũng nói lại, nhắc lại một cái câu như là hôm trước ở bên diễn đàn gì. Bây giờ bố mẹ mày làm lượm da chai, địt mẹ mày đi qua cái nước ngoài ha. Mày được cái một chút xíu mày quay về mày chê bố mẹ mày, mày chửi bố mẹ mày, không thể chửi được. Xấu thì ok. Thằng nào người tự dân Việt Nam người ta lên. Tụi mày rảnh quá.
gọi này, kể cả mấy đứa du học sinh nha, chị cũng nói thẳng luôn á, là chị cũng đéo hơn á. Qua đây bắt đầu bài hùa, bài hùa, cuối cùng tụi bay cũng không được kết quả gì đâu, cũng phải về Việt Nam thôi. Nhưng mà tụi bay cũng về hùa, tụi nó làm như một cái làn sóng lên á. Nước Việt Nam đã nghèo thì người, nước Việt Nam kệ mẹ người Việt Nam, người ta tự điều khiển nước người ta. Mày tụi bay cứ chửi về người Việt Nam ngu, tao thấy đâu có người nào ngu đâu, bạn bè tao không ngu, người nhà tao không ngu. Nghĩ nhiều khi mình đó mình tức chứ em, mình nhịn chúng nó nhiều, mình ô kệ mẹ chúng nó, mình nãy muốn nó sủa sao thì sủa, chẳng làm dụng cộng lông là cộng sản, nhưng mà mình tức là mình cứ nói hoài. Trong cái đồn tiền về Việt Nam nó làm quấy động hết cả những cái sự hòa bình của Việt Nam, yên ổn của Việt Nam đi, đúng không? Bức xúc chứ làm ảnh hưởng những cái sự bình yên của Việt Nam thì cũng ảnh hưởng tới cái dòng họ nhà mình, ảnh hưởng tới cái anh em nhà mình, ảnh hưởng tới cha mẹ mình nhà mình cũng tức chứ. Mình ở bên này chị em mình phải biết như thế nào là sống ở tư bản có những cái tốt thật, nhưng mà không có nghĩa là lúc nào cũng hoàn toàn là tốt, lúc nào cũng hoàn toàn là tuyệt vời, cũng có những cái bất cập vậy, thì nước nào cũng vậy. Nhưng mà Việt Nam mới mở cửa 20 năm mà bây giờ tao về tao thấy nó phát triển, còn nhiều cái tiêu cực xảy ra. Mình nhắm vào cái tiêu cực ấy mình nói thôi, nhưng mà xuyên tạc là tao không muốn nha. Còn nói Việt Nam không bất, không có có giọng nói chuyện thì đây em là chứng minh sống. Em nói đi, em nói chị đừng chạy chạy. Về Việt Nam có gì tự do ngôn luận nói được hết á. Miễn sao mà đừng có cầm một cái băng rôn là lật đổ cái này kia thôi. Còn nếu mà ai nói lên á là cái gì cộng sản làm vùng, trời ơi muốn lắm đó, khỏi đi làm luôn, trả lương cho ăn cho cao. Nóng ghê mà nóng luôn á. Còn ai hỏi gì lên không? Kể cả Úc rồi vô đây coi hơi bị nhiều nè. Mấy người Úc là hay xem mấy cái tầm bậy của tụi nó xuyên tạc ra nè. Rồi mấy người Việt Nam này, mấy em du học sinh bị tụi áp lực dữ quá cũng tội. Đúng rồi em. Ờ à, đúng rồi anh. Quên, sorry anh. Bị áp lực nhiều lắm anh. Rồi tụi nó qua đây là giống như tham phú một bình á. Nó cũng giữa giữa như con Đoàn Thị Thùy Dương á. Còn Đoàn Thị Thùy Dương nha, chị nhắn với em nha. Thích gì vậy qua Úc chơi chị. Úc là hơn em rồi đó. Bên chỗ chị sống là hơn em gấp một vạn lần rồi đó. Nhưng mà đừng có mà xuyên tạc nhiều quá ha. Lung lay đồ này kia rồi đấu đá rồi chinh chiến rồi làm. Bên này mình sỉ nhục thì bên Việt Nam sẽ sỉ nhục lại mình thôi.